Em nói đôi là nó nặng nề bàn tay à, anh em cái bàn tay đi từ sáu hai em nói đôi mà nặng nề không có xe không nên nhẹ ai an còn mình bàn tay rồi còn tao lại đi to ai an thì mình phải ăn cái tay nặng nề em nói đôi bàn tay nhưng mà nặng mấy bây giờ là nặng tính hả à bàn tay tao mới đi nặng tính nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.